chào quý vị anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung. Thì trước mắt quý vị đây là một chiếc xe Kia Morning được sản xuất năm 2008, có lớp sơn là màu bạc. Thì chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 135 triệu. Đấy, quý vị anh chị các bạn mà quan tâm mà muốn sở hữu chiếc xe này thì hãy điện thoại trực tiếp cho Trung với số điện thoại 0965 951 995. Đức Trung xin quay cho quý vị anh chị các bạn về tổng thể cũng như là về chi tiết để quý vị xem và đánh giá. Vâng, chỉ với 135 triệu, quý vị anh chị các bạn có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc xe Kia Morning màu bạc, sơn xi thì còn rất đẹp nhé. Đức Trung sẽ quay cho quý vị anh chị các bạn xem. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất này, từ lớp sơn cho đến các cái đường gân gờ hay là các cái hệ thống đèn. Đấy, các cái cụm đèn của nó trông rất là còn sáng đều đẹp nhé. Xe thì cũng được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ. Xe này không lỗi nhé, 135 triệu. Chị các bạn đang quan sát này, chi tiết như là cụm đèn pha này, lưới tản nhiệt này, logo này, đèn pha bên phụ này, đèn gầm này. Xe được trang bị thêm một cái dàn đèn led rất là tốt khi quá trình mình đi trong mưa, thời tiết là sương mù. Lốp xe cũng rất là mới, là dạng sáng đẹp, sơn xi rồi này, các cái đường gân đường của xe thì còn rất là đẹp nhé. Lốp đằng sau bên lái đây, toàn bộ các cái chi tiết từ ốp la răng đến bu lông tắc kê, các cái chi tiết xe khá là mới. Một chiếc cái xe nó nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Đây là cái lốp đằng sau bên phụ này, xe thì về sẵn đi thôi, không phải làm bất cứ thứ gì, xe thì cũng còn tương đối là cứng cáp. Lốp đằng trước bên phụ, ta sẽ đi vào nội thất. Trước khi đi vào nội thất thì ta xem này, đăng kiểm rồi là phí bảo trì đường bộ thì còn tận đến tháng 7 năm 2020, rất là dài. Xe thì được trang bị động cơ dung tích 1.0, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Bộ ghế da này màu ghi sáng, rất phẳng căng đẹp. Vô lăng củ số đây, xe được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ, tắp lô tắp ly thì màu đen. Xe này thì có kính điện thôi, gương thì vẫn gương cơ. Xe hoàn toàn là đẹp không lỗi, động cơ thì còn rất là chất. Tí nữa Đức Trung sẽ quay cho quý vị anh chị các bạn ta cùng xem. Đây là cái bộ ghế của hàng ghế thứ hai, trần da, cam kết là cột keo keo chỉ thì vẫn còn zin, chỉ cũ theo thời gian thôi. Nên tất cả mọi thứ thì xe thì chưa bị đâm va, không bị ngập nước, để không tranh chấp pháp lý. Cánh mở cốp,
lề các cái đường dây điện keo chỉ này, còn zin nguyên sáng bóng đấy, cho đến cái, các cái lớp nhựa zin nguyên nhé. Chủ xe thì cẩn thận gắn thêm một cái lớp gioăng chống ồn này, cực kỳ là chắc chắn. Chủ xe thì cần trang bị thêm cái bình cứu hỏa, cái lốp dự phòng cũng như là kia dụng cụ để thay lốp sơ cua. Đây là phần táp ly cánh cửa, đây là tất cả các cái phần keo chỉ nha, cột kéo vẫn còn zin nguyên. Đấy, quan sát này, cột kéo nó cũng chưa có cái hơi dấu hiệu của nhàu, là có những cái vết nó bất thường, cho nên là xe nó còn tương đối là cứng cáp. Đây là toàn bộ các cái phần táp ly cánh cửa bên phụ keo chỉ đây. Mọi thứ thì rất là ok nhé, táp lô thì tương đối là sạch đẹp bóng. Giờ Đức Trung sẽ nổ máy lên cho quý vị anh chị các bạn cùng xem nhé. Động cơ thì đang hoạt động, điều hòa thì tương đối là mát. Các cái tốc độ quạt gió thì vẫn đầy đủ, các cái lúc điều chỉnh nóng lạnh này nhẹ nhàng linh hoạt, hướng gió ok. Kiểm tra luôn cái phần rồi gắn nước, nước rửa kính, tất cả các cái tốc độ gạt mưa vẫn còn là đầy đủ. Ta kiểm tra đến cái phần kính điện, kiểm tra đến cái gạt mưa sau, gạt mưa sau, kể cả bơm nước của gạt mưa sau vẫn hoạt động bình thường. Ta kiểm tra đến cái khoang động cơ cũng như là keo chỉ của nắp capo. Đây là toàn bộ cái phần khoang động cơ của chiếc Kia Morning màu bạc sản xuất 2008. Quý vị quan sát này, trên hệ thống dòng đầu này, đó, rồi các cái hộp tai này, đến cái hệ thống máng nước, hộp tai bên phụ, kiểm tra luôn cả các cái phần keo chỉ và lắp capo. Cái này nó chỉ có đất nó văng lên nó bám vào bẩn thôi, chứ còn tất cả các cái múi của nó cũng như là các cái lỗ, từ tất cả các cái chi tiết của nó thì vẫn còn zin, chưa hề có cái sự móp méo hoặc là va chạm. Người ta chỉ đóng cái lắp máy xuống thì cái động cơ này nó nổ rất là êm, khô gió sạch sẽ. Vâng, chiếc Kia Morning sản xuất năm 2008 màu bạc, có cái dung tích động cơ là 1 chấm, mức tiêu hao nhiên liệu nó rơi tầm khoảng 5 lít rưỡi đến 6 lít trên 100 cây nhé. Quý vị anh chị các bạn có nhu cầu thì hãy gọi điện trực tiếp tới số điện thoại 0965 951 955 để chốt chiếc xe này. Bên Đức Trung thì đang chào bán với giá là 135 triệu, rồi có bao rút hồ sơ cho quý vị anh chị các bạn. Một chiếc xe nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu,
nó đi của nó thì rất là lành xe, đồ đạc của nó thì ít khi mà nó hỏng vặt. Thì cái chi phí đầu tư ban đầu cũng như là bảo dưỡng sửa chữa thì nó rất là rẻ. Ngoài chiếc xe này thì bên Đức Trung còn rất nhiều các cái xe khác cho quý vị anh chị các bạn lựa chọn nhé. Rất nhiều các loại xe khác. Và cứ hàng tuần thì bên Đức Trung lại có những cái chiếc xe gửi vào cho quý khách ở miền Nam nhé, bằng xe lồng. Đây, xe chuẩn bị lên lồng đây. Có điều kiện thì mời quý vị anh chị các bạn đến km 47 quốc lộ 10 Quang Trung An Lão Hải Phòng để xem xe trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các cái video lần sau.